Các bạn thấy không? Tại buổi giờ là mình chạy ghe đi tới điểm câu rồi mình nhảy xuống nước mình câu thôi. Nó mới câu trên ghe nha. Rồi muốn hút thuốc là phải nhảy xong mình hút, không có hút trên bờ được để mình an toàn vụ cháy nổ đó. Thuận đốt cái này thì cũng hơi bậy tí xíu nhưng mà Thuận đốt cặp mới xong. Đó nên là có gì mình tạt nước lên. Với lại ở đây ba người cũng canh luôn. Bây giờ bạn thấy cái hồng dạnh đó không? Đó. Thì thường chuẩn bị nướng đó. Bây giờ anh Phú ủa vậy anh Du xách nguyên vỏ cá qua, giờ con nào nướng được anh nướng luôn. Bây giờ nói chung là nhập gia hết tùy tục với bạn. Bây giờ hai người dán nước mình ngồi trên bờ cũng kỳ. Rồi hello mọi người, nay Thuận với anh Nam, đây là anh Nhu, Mr. Nhu đó. Nhu chiên cô tôm nha các bạn, chuyên nghiệp lắm á. Đây bên đây Thuận đi câu bông lau nha, bông lau hay bông đi lau. Đây là con chim nha các bạn. Giờ Thuận ra đây ngồi Thuận câu tôm chơi, nước chảy quá trời chắc tôm nó không ăn. Anh em đang ra cần đây. Và theo kinh nghiệm mười mấy năm câu bông lau của anh Nam thì anh Nam chỉ câu gần mé thôi các bạn. Anh Nam mắc cá nhỏ thôi. Cái bự người ta giăng câu đường dính hết rồi đó. Cái lạch nó xíu rồi. Ủa cái ngắp xong một xíu rồi. Nước chảy quá trời bạn ơi. Đây có chùm lá anh em, mấy hộp lá này nè, có mà loại bắt chứ cũng sản luôn. Có tôm có cá đủ rồi đó. Ừ, có tôm có cá rồi. Nãy sáng đi câu quên đem câu các bạn. Đi chạy từ nhà có tới điểm gần 20 phút thì quên đem câu đó, xong có chạy vô bờ đi xe ôm về lấy câu, có thằng ngồi câu được hai con tôm nè, thấy không? Đây con cá nè, thấy không? Ây da, này con ngát anh Nhu mới lên luôn. Đi câu mà quên đem câu, phải quên đem máy cũng đỡ, quên đem cần luôn. Dữ dằn thiệt. Ở đây có một chi tôm rồi. Quăng có 50 mét à. Quăng phải hú một cái nữa hả? Trời ơi. Xa dữ vậy. Hàng biết mà. Đây là con gần á. Con gần cần nữa thôi. Ui cái đít chà bá luôn. Thấy không lên giả. Ê tôm tôm rồi tôm rồi. Vô đi vô đi, học tay bắt. Làm hồi hộp không thấy mặt. Chắc tôm mới búng xuống. Là quá. Từ tới đi tới đứng đứng cầm anh Nam cho ông nhiều đi. Ta kiếm cảm giác mà. Kiếm cảm giác mà Nam. Ông ý không ăn lát rồi còn càng không. Ủa, cá hả? Cá hả? Cho thấy mặt cái ơi. Giật đâu vậy? Tại diễn lửa này nó mỏng. Kệ nè. Rồi sao? Ngát rồi. Ủa, cái bự. Ngát quá. Anh liên câu tôm. Ý, hồi hộp chứ. Lên hàng, lên hàng. Ta đã lên, con tôm ta đã lên. Thầy luôn. Đâu mà được. Vậy con cá kia mày ngay chưa? Mày để lên trước luôn, cho con không cần không ra. Chưa, chưa kịp kìa. Thầy con nó sẽ đổ đi. Để chỗ đó ngồi đi, vẫn dạt ngoài rồi. Dạ. Lá cầm có dạt leo cái lỗ này nè. Trứng cái gì bụng quá trời nè. Mượn cái kìa mới không? Tay vô gửi đi.
Đây. Câu tôm nha các bạn. Tôm dính cá nè. Câu tôm mà có cá tới đuôi tự nhiên nó móc vô. Nè, nước chảy quá à. Nãy giờ nó nước chảy tôm càng nó ăn không à. Nước chảy này ngon ngát không. Đó, nó dần mình ổng là làm hang ngát nha các bạn. Mới câu tí xíu, có giờ giờ điểm nha các bạn. Nam mới câu cũng có chút, còn phải giờ điểm nghe theo ông thầy cũng lao nha. Bởi vậy nhưng mà câu cá được ký trở lại thôi chứ không phải là câu cá bự như là những gì kia. Tại vì này câu giống mé mà. Còn hữu nhu chúng ta đang lên hàng nha các bạn. Biết này chắc cá ha anh. Cá chắc cá quá. Cá tôm. Cá nước này tôm, cá nước tôm gì? Đâu rồi. Trời ơi, ngát. Cá to thế. Nước đẻn. Hàng khủng, hàng khủng anh em ơi. Hàng đang ngốt quá. Giờ thả lại cho cá làm hang giữa anh Nam bắt nha. Cho anh Nam mò. Đưa đây nè. Anh Vịnh ấy thì gỡ cho. Nhỏ quá, thả lại nha các bạn, giữ sân chơi nha. Ý. Ý. Cái con tay cũng khó kẹp. Ừ? Cây gì? Cá vậy? Vô giò em. Đó, sân chơi nha các bạn. Đây là anh Nam đang canh cần mổ được cái rồi mất tiêu luôn rồi. Mổ được phát duy nhất à. Nghe hả? Lụm rồi, lụm rồi. Lụm gạo rồi mấy đứa. Ủa mấy bạn ơi. Đứng nép nép qua kim thấy ơi. Cái gì vậy? Nè kéo bên đây anh Nam. Kéo bên trong nè. Trời ơi, cái ốc các bạn ơi. Trâu. Trâu hả? Phao gì mà nó cũng ăn tới đó trời. Khổ dữ lắm. Chết luôn. Đu đái nó còn ăn nữa mà. Câu phao mà đánh né nó rồi mà né không được nữa. Thôi, kệ con câu à, có cá dính là vui rồi. Chú. Mùi vét cái cá ăn liền hả nào? Được. Có vét cái cá ăn liền hả? Ờ. Mùi sớm giờ đi trễ quá. Rồi sao? Không chèo lên lại hả? Anh Nam bây giờ đang xuống, đang dọ coi có hang không nha các bạn. Có hang không để nát con mò cá ngát luôn nha. Là mới phóng xuống là cái này cát không à. Nước lợ hả? Đây thử đây, canh cần trọng luôn. Có anh Nhu thì câu. Con này cũng mò tôm luôn. Đi cọp cọp mé. Đợi lát thì nếu mà có hang coi thử bắt sao đó giờ thử cũng không biết. Bây giờ anh Nam với Nhu mới mò được hang cá ngát nha. Nhưng mà hang này nó ấy quá không biết cá nó còn ở hay không. Đó, bây giờ lấy đồ nghề ra. Chuyên nghiệp ghê không? Ông Nhu lột đồ ra chơi luôn các bạn. Lầy quá. Mà đúng là cái này chắc cỡ thì hai người chứ lên người đạp người cầm vợt có bắt được. Thuận đi xuồng nhỏ mà cũng say sóng các bạn ơi. Hổm đi ghe lớn cũng say sóng cũng ói cũng chết luôn. Bữa nay cũng ngu ngu rồi nên là chỉ ngồi thôi chứ giờ giống gì nè, vỏ đậu sát bé nữa.
dở lắm. Cho chạy xe thì không sai xe, không sai xe chứ ra ngồi hàng ghế phía sau là sai liền các bạn. Bởi đi xe buýt và giành lái với bất tài đâu có chịu đâu. Cái này á là sẽ đi lội cặp cặp đây kiếm hang. Kiếm hang, hang xong rồi kiếm ngách. Rồi mới là một ấy chặn ngách nó một rồi một ấy thì ấy chân đạp nó cho nó ra. Đó. Hai thanh niên vú mớm lòng thòng cởi chuồng lội xuống cái ngát thấy hàng rồi chạy ra luôn chứ khỏi cần thọt bỏ chạy. Giờ anh Nhu là đang dịnh vật ngay cửa hàng đó. Trời ơi cũng đạp, trời ơi thầy 95kg rồi cũng nhấn xuống bắt sình rồi cũng bay lên nữa chứ chỉ là cá nếu có dưới rồi tôi tưởng nào động đất tới không. Hai thanh niên giờ là một thanh niên đang lặn, thanh niên kia đứng cười cười sướng à, sướng sướng à. Nghe nó sướng sướng cái giống như bị lây Dạng Nguyễn vậy bạn. Coi Dạng Nguyễn Sóc Trăng biết có lây ổng tối ngày sướng sướng sướng. Dạng Nguyễn sao vậy? Không có à. Tiếp. Nãy còn ấy được bây giờ hết hiểu nguyên lý nó làm sao luôn các bạn ơi. Đạp lung tung beng hết. Giờ đạp không nữa kìa. Đạp không lỡ cá chạy ra là sao ta. Này bắt lên cá phải 4kg mới bù lỗ nãy giờ được công trình lặn. Vừa giờ điểm câu khoảng 100m bạn. Đang lội thì anh Nam đạp thấy một cái hang cá ngát nữa. Nhưng mà không biết ở đây có ai chích hay là có ai bắt không thấy trên đâu. Có ông nội đào cũng lò mặn mò như ổng không thì không biết. Đó bây giờ thì phát hiện cái hang này thấy cũng còn mới, cũng ngon. Nghe Nam nói ngon thôi chứ mà cũng biết ăn được hay không. Đó bây giờ đang tiếp tục làm công tác cũ. Mình thì vừa xuống ba cần đây. Đây là ngay sào đáy nó đang ấy nè. Nam nói là có cá nó đeo phải nó ăn. Đó. Ờ đúng rồi. Có hai cái ăn hết luôn rồi em bút tu bỏ hai cái luôn. Mình có biết gì đâu nắng lên rồi. Chỗ này là cái mí lá nó lở xuống các bạn, nó làm cái bún luôn rồi. Xong này nó lở quá thì lở luôn. Chứ nằm nó lấn vô mấy mét đất, nằm lấn vô mấy mét đất. Là cái bị không chủ luôn, tiếng là khổ. Cái nào nó làm cái miệng hàng cũ luôn. Khi đếm, khi đạp đây nó thông qua hàng cũ nó chạy. Hay ha, biết xuống rồi, biết hàng cũ hàng mới ha.
đưa thượng xuống hang nào cũng như hang nào. Bắt đầu quất. 1, 2, 3. Nhắm quá trời nhắm luôn rồi, không ra rồi. Thầy lại luôn. Đó. Nhắm quá trời rồi, anh này mặt còn nhăn nhăn là chưa ra. Anh kia đang nhấp đơn mặt căng thẳng. Ở đây đang thở hơi lên. Hai anh mặt đều căng thẳng hết. Anh này nhấp không được. Tới anh này, anh 95kg này đẩy vô phát một đất bay lên. Mò luôn, đang mò coi hang hang ngách, hang ngược lên ngược xuống gì đó, hang ngách nó cũng làm đủ trò ở dưới, từ ra luôn, có hang ngách không có đường ra. Bãi này là bãi, không phải là bãi quen của mình, bãi lạ quá. Trình thú rồi, không ai dở gạt. Cá đi ăn Tết chưa về? Bãi này không phải bãi mình, bởi vậy mình không có hiểu hết cái nguyên lý của hang ở khu vực này. Con leo mini hả? Lô leo ơi. Lô. Cái giật. Lô leo ơi. Đó, có cá nhỏ thì có luôn. Vàng nè, quàng nha. Đâu, tôi vàng nha anh em. Rồi, lại nó dũng luôn. Từ sáng tới giờ là mới được con lu vàng đầu tiên nha các bạn. Có nhớt rồi nha. Nhưng mà nó có nút nút lút luôn rồi. Nè thấy không? Thôi xui nha. Gỡ ra sống thì ấy. Bây giờ khoan từ từ. Đó, bây giờ giữ sân chơi các bạn. Nhỏ quá thì thả. Để nghe em. Nào biết yêu trở lại đây nha. Em đánh này luôn. Rồi, còn lỗi ngót. Bé quá. Mổ hai cái. Quay anh Nam này lên vú mốn lòng thòng ở YouTube chặn không cho đăng lên nữa nè. Trời luôn. Bây giờ mới đổi điểm lên được con lao nữa nha các bạn. Nhưng mà cũng còn nhỏ. À, nên là thả luôn về. Để gì bữa câu tiếp. Để gì bữa nó lớn rồi câu. Thả nó về đây, nó mới yêu nó lại kiếm mình. Đẹp quá. Em mới lên hàng mới đóng cái nha các bạn. Quay đi thấy cái đít của ổng không à. Mập quá. Nè quay qua, quay qua đây đi. Quay thấy cái đít không à. 95kg à. Lấy giật. Rồi, vô tới đây nó chì xuống rồi. Dữ rồi nghe. Chắc nửa cùm tay quá. Đó, chì xuống không các bạn. Đu vàng chứ, chì cỡ này. Cốt nó bự khủng khiếp luôn, nội ơi. Mổ như bông đi lao. Đó, xong cái con quỷ này câu phao. Gì đó mình nó cũng phá được. Chúa luôn nè. Ôi, ôi trời. Cùng tay thận á. Kéo lên thấy nó chì phao đằng chịch xuống rồi lụm rồi. Mới vừa lên con lao dịch lên cái nữa. Ăn lia chia luôn hả. Ai ngờ anh Út. Đi đâu cũng thấy anh Út này trên. Bây giờ nghe tấp vô bờ rồi. Thường nhảy lên cây thường nằm ngủ luôn các bạn. Đó. Bây giờ nãy chưa anh Nhu rồi chơi lầy luôn, lội câu luôn, chơi đổi điểm là lội câu đứng câu luôn, cầm cần luôn các bạn thấy chơi lầy tới lầy luôn không. Anh Nam thì đây có quần xà lõn à, giờ đang canh đóng mấy phát rồi nãy giờ mà chất quớt nó thấy không, vú mớm lòng thọc luôn các bạn, khủng khiếp thiệt chứ. Giờ thôi thường làm giấc đi.
Các bạn thấy chưa, thấy em nhu chưa? Bây giờ câu cá trên xuồng hồi xưa rồi các bạn. Giờ là lội câu luôn. Lội đứng canh cần. Mới giật dính con cá út nè. Đó, khoe cá đó, thấy chưa? Đó. Vậy đó, lội đó đứng câu vậy đó. Tới lầy luôn các bạn ơi. Hết sức rồi. Nghe mà nó sống quá, thằng chịu không nổi. Vô đây nằm. Anh Nam thì nãy giờ đóng dính cá út không? Rồi anh Nhu thì chơi lầy lội gì đó, trời ơi, thôi tới luôn các bạn ơi, nhây quá trời nhây rồi, lội rồi, lội xuống nhiều dạo mồi với nữa. Anh Nhu lên hàng nha các bạn, đó thấy chưa, chiếc xuồng kế bên nhưng mà xuồng là trá hình thôi, mình đứng dưới sông mình kéo nha. Cái gì nó sang rồi. Thật zoom zoom to tí xíu. Trời ơi, cá út. Đó, thấy chưa. Thì dân chơi nha các bạn, dân chơi chứ không phải dân làm nha. Đó. Chiếc xuồng là mình trá hình thôi. Chiếc xuồng đó thì anh Nam đây, lội xuống sông hút thuốc. Không hút trên bờ các bạn, không hút trên xuồng đâu. Mọi người lên cây nằm, anh Nhu thì xuống sông câu, quá dữ. Đó, về ra là canh đóng cá luôn nè. Ăn hả mày, tao đứng dưới sông tao đóng cho mày coi nè. Lên cá hả? Tao bụng quá các bạn. Đó, cá mổ nha. Anh em đang cân cần nghe mấy thánh. Thấy chưa? À, buổi giờ mà đi xuồng mà công viên xuồng là xưa rồi các bạn ơi. Đây, quý bạn ấy cập nhật tình hình nghe thôi, lỗi thời chết luôn nha. Đó. Anh em lên hàng các bạn ơi. Bây giờ phong cách bây giờ là mình xuống ghe mình lội mình quay mới nó mới đẹp các bạn. Có con gì không? Trời ơi. Bự dữ vậy. Ê, con này nướng được không? Nướng chín không nữa. Trời ơi nó bự mẹ ơi, nó bông đau không? Mổ quá trời. Đó. Bây giờ thử lội vô trong đống lửa rồi đây. Đứng tôm. Bây giờ mình chơi lầy là mình đứng tôm luôn nha các bạn. Đó các bạn thấy chưa? Sát mép nước luôn nè. Để có gì mình tạt nước lên cho nó dễ nha. Bây giờ câu mình để ngoài các bạn, cá ăn rồi kệ nó đi. Mình đang đốt lửa đây nướng cá ăn, thanh niên đói quá chạy ra kia kiếm hộp xôi rồi sáng rồi bạn. Nhai thấy tội nghiệp luôn, đúng là dân đi câu thiệt chứ. Ăn uống thì nói chung cái đây ăn uống thì không có được mà kêu là nói chung là nó sang trọng gì mấy, nhưng mà ăn rất ngon các bạn. Ví dụ như ăn con tôm nướng, ăn con cá nướng hay là ăn miếng xôi ổ bánh mì gì đó, nhưng mà mình cảm thấy nó rất là ngon. Đó. Thì giờ thấy giống như hồi đó chơi tròn nít quá. Đấy nghe, thận đốt sát mí sông nha các bạn. Nhưng mà đây cũng là mé sông nghe, có gì thường tạt nước lên được nha. Đó. Thì bây giờ đang kiếm đồ nướng luôn cái ngát kia. Này là cá nãy giờ mình nướng nha, mới sơ sơ à. Rồi trời ơi thịt nó nứt nè các bạn. Ui trời ơi, ăn cho khùng chết luôn. Nói chứ con này ngon lắm nha, nhìn tươi luôn thấy không.
giờ là Nhu đang nướng con cá ngát nha các bạn. Thấy chưa? Đó thấy không, giờ cái kiểu mới bây giờ là mình phải đứng dưới nước mình nướng đó là nó mới ngon. Để chống cháy à, chống cháy vườn cho nên là muốn nướng cá là phải là lội ra dưới sông á, đốt cái mé sông chúng ta nướng thì không bao giờ cháy rừng. Ngon ngon nè. Xây xây thứ ơi, xây chứ. Anh à, khoan. Nướng cá mà tôi phải nấp như vậy không? Còn nướng cá ở dưới mé sông. Tôi tình trạng đang nướng cá. Là mấy anh em ta thấy người ta người ta lấy nạn thun người ta bắt. Cho nên là mình nấp như vậy nè. Nấp như vậy mà nướng. Đây, lại trên bán không về chúng mình. Tới luôn các bạn ơi. Nắng bệnh quá trời luôn rồi các bạn ơi. Đó mấy bạn, một gói xôi, con cá, hai con cá. Trời ơi coi con cá ngát coi. Xay xay cái em coi nhẹ cái coi. Trời ơi coi nè. Đã chưa? Cỡ đầu bếp nhà hàng không á. Coi nè. Vũ muốn. Sao không á? Làm sao mà nấu được vậy mới lạ. Vũ muốn. Coi. Wow. Đây. Quất cái coi. Đây này phải có cái gì dĩa muối ớt giống như mấy thằng trong con đi là có đem. Rồi, nè. Nóng quá các bạn ơi. Thằng này lại tưởng cái ông lao nè. Ăn bỏ cái thật. Rồi. Ăn hơi chép tí xíu nè. Ăn phải chép được. Quá. Nè. Ui. Quá. Trời ơi, chém kia nó đẹp không? Quá phê luôn anh em ơi. Ăn còn chép nữa. Ôi, ngon. Sao cảm nhận sao anh Nhu? Dạ yeah. Quá cá, ngon. Cá bự lên Nhu câu ghê lắm à. Câu bằng câu to lắm nè. Cá chắc đuôi mắt. Không, hai con mắt còn nguyên. Rồi. Nè, con gái cao cao ra vậy cái bắt đầu này. Ủa, nhìn này giống mưa quá hả? Ừ. Nhìn giống thôi. Cào gì. Nhất vậy xôi vẫn bằng cái đuôi con cá ngát á anh em. Quá béo. Sương quá. Đây cũng làm miếng nè. Ăn cá ngát trước đi, lát ăn cá kia sao. Ngon. Ngọt á. Ngọt, thịt ngọt. Quá ngọt. Nó ngát nước thì số giá tiền ngon hơn cái quán. Cái cây dao hồi nãy rồi. Gãy. Trời ơi, vệ sinh luôn. Ra anh em dễ ăn anh em ơi. Đó, anh em ơi. Trời ơi. Ui, quất. Cái này thiếu ba ống lắc xe ha. Thằng này nó cũng không biết nhậu luôn. Nó giống như tôi vậy. Rồi anh em ơi. Trời ơi, tắn lỗn tắn nè như con gà mới lột quất. Chép coi. Quá ngon. Chép rồi. Để quay quại đi, lát mày còn mày ăn lắm. Hy sinh gì nghệ thật luôn. Ngát nè. Còn cứ nhát béo hơn ta. Rồi ăn đi, tôi không lán mà còn ăn nữa. Thôi thử ăn thôi anh em ơi. À, miếng thịt cái ngát nha các bạn. Trời ơi coi nè coi. Coi cái da đó nha. Cũng lát tao táp bây giờ. Trời ơi coi nè. Ăn nè nha. Ờ cái đầu đó nè. Ờ. Hơi xương. Dồn nào cũng hút. Chết luôn. Rồi mặt. Má ơi nó ngon. Quất. Ừ.
quá ngọt. Miếng đậu tử không ở này bong bóng phải không ha? Đào. Ồ đó làm à. Cá ê, lát làm cái ấy trứng lên khô ra thử coi. Cá dện nè. Tính là con này thịt nó quá trời thịt luôn ta. Có người kêu cá hừng dện, có người kêu cá chẩm rạn. Tới luôn. Tới chỉ luôn. Phui cha. Phui. Wow, trắng hơn con cái 18 nữa. Trời ơi, tới luôn. Wow. Trắng hơn gặp trinh nữa. Nãy thằng lấy đất thằng nướng mấy cái trứng con cá ngát. Đâu cái không biết chín không nữa. Không biết nó chín đâu các bạn. Trời rồi. Trời ơi. Thấy xanh quá vậy, nóng thì ghê không? Rồi. Ăn này là khó biết đường về nhà luôn các bạn ơi. Chưa chín, chín được con lớp phải không? Chín được cái đâu có chín đâu, không nè, chín luôn. Cái thằng này chín nè. À chín phần dưới hả? Chính không kịp mà tại vì nó không có thẹn.